Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 6 khóa 7 mở rộng với hai nội dung: sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 03 về công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy cả cấp. Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 04 là một nội dung quan trọng được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong 5 năm qua, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra, 28 cuộc giám sát. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành 339 cuộc kiểm tra giám sát. Qua đó đã khiển trách 67 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 4 đảng viên và khai trừ 5 đảng viên. Sau kiểm điểm từ phê bình và phê bình, các cấp ủy đã đề ra kế hoạch và các nhóm giải pháp khả đồng bộ để sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, từ đó đề ra kế hoạch thực hiện tốt hơn. Các chi đảng bộ trực thuộc từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp. Về công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy cả cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ cán bộ cấp ủy viên nữ cả cấp tăng so với các khóa trước nhiệm kỳ qua đã kết nạp 569 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,66%. Các cán bộ nữ luôn không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo tại nhiều cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2021, trong đó chủ trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, tham mưu thảo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan đơn vị.